gì mà xăm soi vậy? Dạo mới hả? Võ Lê Quang tặng sinh nhật. Năm ngoái hả? Khai trương. Năm ngoái hay năm nay? Chứ trời ơi, ổng tặng sớm nè. Trời ghê vậy, coi kìa. Ổng mới tặng thì bữa cách đây 2 ngày nè. Giờ lấy ra đeo nè. Giờ tháo mạc, tháo đồ ra đeo nè. Thôi coi vỏ rồi. Vỏ nè, có 3-4 ngăn lận á. Nhiều ngăn lắm. Có hột mít anh Trọng à? Không. Hột mít bà ăn rồi. Ủa, anh Quang đi mua một mình hả anh Quang? À. Trời ơi. Trong này có cái này. Trong này anh Quang có bỏ tiền vô sẵn không? Đáng lắm phải bỏ tiền ra cho em chứ. Để đưa đây, đưa bóp ra, tôi đưa cho ổng để ổng bỏ đúng tiền. Rồi, bỏ tiền vô. À, bỏ đi. Tôi lấy lại. Gì? Bỏ tiền vô chứ. Ai mà tặng bóp không vậy? Đúng rồi. Bỏ tiền bỏ vô. Cái tờ xanh xanh nha, đừng có tờ số 1 không. Trời ơi, quá trời luôn. Đó. Hết luôn, hết cọc đó luôn. Quá thiếu thuốc. Đưa thuốc cho ba uống. Mấy tờ? Có 1 tờ vậy? Trời ơi, có 1 tờ rung. Rồi. Rồi. À, bồ câu không đưa thư mà bồ câu đưa tiền. Thanh kiêu Lâm, Thanh kiêu Lê Quang, đi cho ba uống thuốc, đi vô cho ba uống thuốc. Ba vừa uống thuốc. Được. Ba vừa uống thuốc nè. Ba vừa uống thuốc. Ôi trời. Chưa. Không cả nếu uống thì chưa. Áp nước. Chưa. Còn chưa. Cái này còn bữa trưa chưa uống. Buổi trưa này một viên áp thôi, cái viên này là chỉ dành gì? Cái viên này là nguyên buổi trưa, thường thường ba phải uống buổi trưa. Cắt nhiều quá loại đồ. Tôi nhớ viên này tôi uống rồi đó. Chưa, ngày hôm qua. Cái áp nước nó rõ ra nha. Cái sáng mới uống rồi. Vì không, cái bếp ra sữa là ba quên không ai nhắc cả. Nhưng mà ăn, ba ăn buổi trưa không mà bà vô, bà đâu có uống đâu. Bà nó khỏe. Đến lại mày giờ bê. Tối cháu mới về. Các bà cho ông ngoài đi rồi kể cho mấy xưa cho nghe. Dạ. Yeah. Ngồi bên kể cho nó nghe rồi cười rất mắt. Ông ngoại, ông ngoại giờ sướng ghê. Ăn cơm xong rồi vô ngủ, ngủ trưa xong rồi chiều ra ngồi chơi xong ăn xong rồi tối vô biết, ngủ. Biết cực lắm, qua hồi ba thế nào không biết luôn. Biết thiệt, hồi má kìa. Nhìn thấy sướng chứ không có sướng đâu. Đi đeo hồi vâng mà 3,000 thước mà. Lại xe mà ngủ, mà đến xe bà ngoài má này, không thơ, không tha, không thanh. Ngồi đó, ủa, thì cha thật chứ mình đã ngủ rồi. Giật mình cái đeo hồi vâng có biết không? Yeah. Ghê lắm. Rồi bộ ạc ni nè, bộ ạc ni những thơ đó có biết. Bộ ạc ni nè. Một cuộc đời mà nổ. Linh biệt cuộc đời mà ở ngoài mộ tạm là hết nước. Mộ cái gì mà? Mộ cái gì? Prostate cancer. Prostate cancer là, xin lỗi, cái hông nhãi rớt, phải đưa lên. Prostate cancer. Mà đau,
chích lạc bên Mỹ đó, chích chích hẹt lá, cái phút cũng lá hẹt khóc, tao khóc quá trời, mà khóc rồi nổi ngoài, tao vào, thì thực tế là tiếng Anh này thì là anesthesia, đồng nói anesthesia, miệng lớn, chích chích chích, tôi khóc, tiếng khóc, tôi hối, nọt ta lên nè, đó chứ đâu nữa. Trời ơi, hét mà hét ra, con thao hét, hét mà khóc. Mà bữa nữa đó không, chưa học chứ. Ba, chứ thực tế là gì? Tôi nói hẳn là anesthesia đi. Thằng nói thằng Mỹ lập tin. Thằng làm việc không cần chứ, tôi nói, không, anh khóc kệ cha anh chứ. Anh khóc anh cũng nói tiếng Anh đó. Mà cái chữ đó sao không chưa học. Chứ kể là cười lắm. Mà thấy bà khóc tội quá. Mà chị bà khóc là con tanh. Này, tôi khóc là con thao khắc nhiều nhất. Thao hả? Không nhiều, ngồi đó luôn. Nên xưa nên năm một cái khuya. Thao thương ba quá ha. Chị không biết đâu, tình cờ nữa đó. Trong nhà bà thấy ai thương ba nhất? Con thao, con thanh, con thơ. Con Phúc. Phúc tội lắm. Mày không thương? Có mấy lần còn còn với tôi. Thôi bỏ quá. Khó quá. Không nên. Không nên. Dạ. Không cái hình đâu rồi. Bữa cái hình của ai? Kia kìa. Đó, cái hình đó đó. Hình này nè. Hình ai vậy ông bác? Hình này nè. Ủa? Cái nào đó? Hình này nè. Hình này mà ba nói con nào nè? À mà về con Phi. Sao lúc đầu ba nhìn ba thấy ba nói cái con biết nào? Không biết à. Ngày hình này sao tóc gì? Ông ngoại để tóc gì vậy? Tâm biệt. Tâm quỷ. Hình đó đó. Nè hình ông ngoại hồi xưa là 30 tuổi nè. Cái hình này phải 30 tuổi không ba? 18 thậm chí là hình này gặp má đó. Hình này là gặp má nè, đó, cũng má hồi xưa nè. Đó, chiếu kỹ cho mọi người chưa thấy, chưa thấy là nhìn. Hình này má mới là 8 thập chí là nó đi dài rồi. Nó mà tìm ra được hay. Nhưng mà ai kìm lại mà đến là một mình má thôi. Mà trước đó là thế là quen rồi. Mà ta, không biết ai kìm mà lên được hay. Cụ đồ á, má vô cụ đồ á, gặp á. Ai chị má đi tìm ba vậy má? Sài Gòn đến là Lạc ai chị ba? Hả? Anh chị làm sao ba biết là Lạc ở đâu mà đi? Chị ở tiền bày ba về ba không dấu à. Mà trước khi đi Đà Lạt đã quen nhau lâu rồi. Còn lúc đó má đi Đà Lạt rồi má bỏ ngoại cho ai má? Ba đi dài trước, bộ đi dài rồi. Rồi ba bộ đi dài trước một tháng hai tháng. Cái khu mà của giáo viên á, mà đặc thân á, thì thơ leo ngồi bây giờ mà dọn đi chứ làm sao. Học sinh thấy ông quá trời ông đi. Có giữa là không có chợ ở đó. Chứ coi như còn vợ rồi mà. Đi mua thơ nhà, trời thảm là có thơ nhà nhỏ hơn nữa này. Chứ có bao khổ lắm. Khổ quá mà đẻ quá vậy. Ngoài má đấy. Trước tí kinh sản đã đang nói đi. Trời khi nào thầy thầy ngồi. Người cô nó đi lẻ. Nó có bầu là. Mà có 9 lần. Thì mỗi năm lần mấy ba ông này. Lần nào cũng có cả sinh đôi à. Lúc nào cũng thấy má có bầu. Ừ. Để năm 1 mà. Trước tí kinh sản thân năm tối. Năm 2, năm 1. Tại bà ngoại đã giành trứng. Còn ba trứng và chiên và ăn hết. Thôi ba đi ngủ đi ba. Ba nằm muốn ngủ đi. Cho thầy vô nằm nghỉ ngơi. Cho ấy vô nằm nghỉ ngơi. Bộ chân đi về mệt. Bây giờ thấy tối nghỉ. Linh Trăng về đây là nó rủ thơ đi luôn hả ba. Mỗi lần bà lên bà về đây bà tha con đi dùm lum hết đó. Tha con đi đủ thứ chỗ. Cảm ơn nhất là miệng phô mai nha. Trời ơi có gì đâu á. Sướng quá.
mai mua bánh mì. Để cháu mua cho bác một cục bự luôn. Không, bánh mì mai mua bộ rồi. Chút nữa đi một loại dài. Bánh mì với mua gì nữa? Bánh mì mi ăn thì đã thôi, mua gì đâu. Thôi ha, ngồi bánh nằm đi, bà cởi giày ra. Thế để nhớ mà khai cửa tôi bắt tôi bắt cho bà. Đâu khải đâu? Khải sao lưng ngửa quá. Này. Khải sao cho anh cởi đi bố. Mạnh con, ngửa quá. Trời đã quá trời. Thì cái tay nó bỏ không được. Ở dưới xuống sống á. Đó lên. Lên tí nữa. Rồi, thank you so much. Quá sức đã. Nhưng nào hơn ngứa quá con lấy thuốc mà, sức cho ba hết ngứa. Thì bởi trong lúc này là chưa. Cái tay bỏ không được này. Ừ. Lại, ai đó chưa? Có tôi đây. Ai đó có tôi đây. Chị Khanh. Được không? Ông ngoại. Con khỏe không? Comment ça va đi. Comment allez-vous, ông ngoại? Vous savez très bien, et vous? Je suis bien, merci. Et vous avez bien dormi ce soir? Je suis venu ici dans 7 jours. 7 jours, une semaine. Et tu es du Canada? Je viens du Canada. En année? Quelle année? 1975. Oh, j'étais là en quoi? Deux mois. Parce que moi j'ai un enfant de l'auteur de nào đại Canada. Đâu có nào đại Canada đâu. Ma famille là de trois mois. Vous parlez bien français, oui. Mais Canada, il ne veut pas parler l'anglais. Mais oui, je parle français. Tout le monde parle français. Français et anglais, les deux. Non, il veut bien parler français avec vous. Il a dit bonjour. Ça, vous pouvez entrer par le français. Trường hợp đó là không ngồi từng bị được, đừng vô. Khi thì hẳn không ngồi các em vô từng bị gì. Nhưng mà tùy vùng ông, tùy vùng. À đúng, Quebec vùng. Chứ là Quebec. Dạ, Quebec thì là... Đúng rồi. Quebec thì là không có nói... Quebec thì... Không mà tiếng Anh. Thì nó không nói tiếng Anh, tụi nó đã tách rồi. Nhưng mà từ khi nó tách đó thì nước của tụi nó sẽ yếu hơn. Là ngày xưa nó để cả bản ca Mỹ thôi. Dạy từ Pháp với tên nào xưa bằng yeah. 4 năm. Nhưng mình cũng cao mà tiếng Anh. Dạ. Yeah. Thiện mà tiếng Anh. Dạ. Làm sao mà Pháp vô chứ? Dạ. Kỳ thị. Kỳ thị ông. Cái bé con biết hả? Dạ, yeah, thưa con ở cái đấy. Hay con là ở cái đấy. Hay là gì mà? Cũng có một lần đi ra gặp nhau. Je veux bien parler français. Je veux bien parler français. Nói thẳng luôn. Bằng đi luôn. Tuấn thích nói tiếng Pháp thôi. Tuấn đâu đi. Yeah. Ông khỏe không ông? Mấy hôm nay ông khỏe không? Một trường mình đem đồ ăn để nó ăn mình khỏe. Nói tiếng Pháp đi. Lính cái này. Lính đem đồ ăn này nè. Cái mít đó. Ngọt ghê có này. Mít thật. Bà thấy chị Khánh đẹp không? Chị Khánh đẹp rồi. Cảm ơn ông. Bạn thơ bằng cách gì à? Dạ bạn thơ bằng dạ con là bạn thơ chị kết nghĩa à. Dạ con nhỏ hơn thơ mà lần đầu tiên con gặp bác à. Dạ đâu con gặp bác mấy lần rồi lúc mà. Nào ông ba con cũng gặp mà dạ bữa kia dạ dạ à. Nhưng mà lúc trước ông qua con cũng gặp ông rồi. Quel âge avez-vous? Hả? Quel âge avez-vous? 94. C'est trop long, hein? 94 tuổi, ông khỏe. Cô đừng mong tôi xóa. Là cái gì? C'est cool comme un té. Là cái gì? Là... Nhớ là nó phá đó, ông ơi. Cô đừng mong tôi xóa. C'est cái đứt ở bên kia. Có ông nha, có ông ở đây. Ông nhưng mà dễ thương. Dạ, không có đâu, ông ơi, giả bộ ông. Dữ lắm, nó dữ với con lắm à. Mà còn cái gì là mỗi tuần để đây cầm lăng à.
Dạ, tại Linh đi làm lúc trước dịch thì Linh ở đây nhiều. Sao vậy? Dạ, sắp sửa nghỉ rồi ông. Sắp sửa phải về hưu rồi. Về hưu non à? Ừ. Dạ, hưu non. Về hưu về đây ở với ba, chịu không? Lâu lâu để chơi lắm nè. Dạ. Dạ con gặp Thơ cũng thường lắm ông. À. Thường mà sao ông ngoại nói chị đó. Lâu lâu đến chơi. Kỳ vậy? Con Thơ này khỏi mà điện gặp nó. Phải hẹn. Yeah. Bởi đi ăn sinh nhật hoài à. Đi, con đi làm thai ở phương nè. Dạ. Để đi luôn. Dạ. Yeah. Mà sinh nhật ăn xong rồi. Ngột lên rồi. Sinh nhật xuống túng rồi. Yeah. Nhiều bạn quá thì nhiều. Dạ. Yeah. Mai mà lúc xưa không còn quá ăn mày. Dạ. Sinh nhật liêng nha. Hôm đi ăn sinh nhật hoài mà. Lùng ăn sinh nhật hoài chứ. Kỳ vậy. Trời. Con chở vô nhà thương. Ừ. Con chở vô nhà thương mà tại lúc đó mặt mày xanh rồi. À. Mặt mày xanh rồi mà bắt đầu nhức đầu, chóng mặt. À, mà bắt đầu nửa người bắt đầu bị tê, mà bắt đầu mở cái chai nước không được, phải không? Là con nghi rồi. Con đi con chở liền vô emergency thì nó nói con là nếu mà con mà không chở vô gấp là nhiều khi mình bị bể cái mạch máu chính á. Yeah. Tại vì những cái mạch máu nhỏ của trên ốc của đỉnh nó đã bị block, nó đã bị nghẽn rồi. Dạ. Yeah. Yeah. Và bây giờ nó nghi là một cái chính là ở ngoài sau cổ á, giống như của Quang á. Thì bây giờ con phải đi gọi bác sĩ để coi là như thế nào. Nhưng mà sẵn đây chia sẻ cho các bạn biết á, là lúc mà để con nó kể cho ngoại, ông ngoại và ngoại nghe luôn. Là lúc là mình đi vô trong nhà thương á, khi mà mình biết là mình đã bị cái triệu chứng như vậy rồi á, thì người ta mới dặn mình như vậy nè ngoại. Bất cứ ở cái tuổi nào, cái vấn đề mà bị tai biến ở bên Mỹ này nó rất là thông thường. Nó xảy ra ở mọi lứa tuổi. Có những người họ quá là ý y, cũng như thật lòng mà bữa hôm đó khi mà Đỉnh bị á ngoại. Nếu mà con mà ý y mà con nghe lời Đỉnh á, là con nghĩ là không có qua đâu. Là tại vì lúc đó đó, khi mà bị nhức đầu, bị chóng mặt đó, có nghĩa là mình bị cảm thôi. Nên là cứ uống thuốc Tylenol. Thì khi mà ngoại bị nhẹ đó, ngoại uống vô á, là ngoại sẽ khỏe. Ngoại không có phấy gì nữa hết. Nhưng mà nó rỉ máu ở bên trong mình không có biết. Thì đến khi mà bắt đầu cái triệu chứng đầu tiên là ngoại mất ngủ rất là nhiều. Ngoại không ngủ được. Rồi bắt đầu mình bị chóng mặt, mình bị đau đầu. Sau đó đó khi mà bắt đầu nặng, bắt đầu nó bị nghẽn nhiều á, là bắt đầu Đỉnh bắt đầu bị tê nữa người. Bị tê. Và khi mà con đưa cái chai nước á, mở không được luôn ngoại. Cầm cũng rớt nữa. Thì lúc đó đó là con nghi là bị tai biến rồi. Nhưng mà vẫn nói rằng là chắc là làm việc nhiều quá, cái tai mình nó nhức. Nên là cứ uống thuốc đau nhức thôi. Cái con mới nói chứ không được. Tại vì bây giờ mình đang ở với ông nội, bây giờ phải đi thử Covid. Nếu mà rủi ro bị Covid thì mình phải báo cho mọi người biết. Mà đúng con rồi. Nói là lúc đó con cũng đang đi gặp cái group của Thơ nữa. Thì nếu mà ổng bị, con bị là con phải báo cho mọi người. Thì lúc đó Đỉnh mới đi vô khám. Thì lúc khám mới ra là mới biết mình bị stroke, là bị tai biến. Thì họ mới nói rằng là thí dụ đi, sáng á mình ngủ thức dậy, nói á, thì nghe thì là mọi người nghĩ rằng là nhiều khi mình phá giấc ngủ họ. Nhưng mà thật sự ra đây là cái mà giúp những người mà bị tai biến á, mà cứu kịp. Là ngoại nên nhớ là cũng như Đỉnh đi, khi mà mình bị tai biến không phải là mình tắt thở mình chết liền đâu. Nhưng mà mình nằm đó như mình ngủ vậy đó. Thứ nhất là mình phải để ý cái tiếng thở, cái hơi thở. Nhà cái hơi thở. Cái thứ hai nữa đó, cũng như là cái vấn đề mà có nhiều người ta ngủ, người ta ngái mà người ta thổi, người ta có bong bóng trên miệng á mày. Những cái chuyện đó có những người bình thường, có những người họ ngái họ ra cái bong bóng trên miệng. Mình nhưng mà biết, có những người mình nhìn ngoại, mình nhìn thì ra người ta chỉ con như vậy nè ngoại. Bất cứ ở cái tuổi nào cũng vậy nữa. Thí dụ như buổi sáng đi làm, chịu khó đánh thức cái người kế bên, cũng như sáng đi Thơ ngủ dậy, Thơ vô Thơ đi, nhưng mà hoặc là không cần Thơ đi đâu, ở nhà thấy 7 giờ thường thường mặt má mình dậy rồi, nhưng mà sao giờ thấy kêu dậy, mà bây giờ không cần là đợi má mình thức dậy mình vô kêu. Cũng như ngoại thức dậy, ngoại nhìn qua ông ngoại biết là ông ngoại thở, nhưng mà nhiều khi ông ngoại đã vô giống như là mình đã bị liệm rồi mà mình không biết thôi. Mình vẫn còn thở, mình chưa có chết. Trời ơi. Thì phải kêu dậy. Kêu dậy thì kêu dậy mà con đã cái con có một cái linh tính ngộ lắm ngoài. Con linh tính nhiều cái chuyện mà con sợ nó xảy ra, nên lúc nào con cũng dặn Đỉnh rằng là thức dậy nhớ gọi con nghe, hay là khi con thức dậy con phải gọi Đỉnh.
nhưng mà đừng, cái ông nói con là anh thấy em thở đều, em đang ngủ ngon, không có muốn kêu mình dậy. Cái đó là sai, ngoại biết không, vẫn phải kêu dậy. Ngoại phải nghe ông ngoại trả lời là trả lời tỉnh rồi đó thì thì hãy ông ngoại, ngoại hãy đi. Cái đó là cái mà tốt nhất. Mặc dù là mình nói ra thì nhiều người sẽ nói rằng là người ta đang ngủ kêu người ta thức dậy mất giấc. Nhưng mà một là mình mất giấc ngủ, mình ngủ lại. Hai là có chuyện xảy ra nó xả đầu quá muộn. Không, mình, nhiều khi mình dậy rồi mình ngủ quá muộn. Thì không sao, nhưng mà con không có biết ngoại đã có thức dậy hay không. Khi mà ví dụ như bây giờ con không ngủ chung phòng với ngoại đi. Hay là bây giờ cô ngoại ngủ với ông ngoại, ngoại thức dậy trước, ngoại nhìn qua ông ngoại. Hoặc là nửa đêm ngoại thức dậy, ngoại cũng phải nhìn qua ông ngoại. Đó, ngoại nhìn coi ông ngoại như thế nào. Ngoại biết không, tại vì nhiều khi họ nói rằng là những cái đó nó xảy ra đó. Mà nếu mà ngoại biết, ví dụ bây giờ ngoại con lay ngoại, ngoại không dậy là con kêu 911 liền. Là con cứu ngoại kịp. Cái vấn đề chết ở đây con không sợ, nhưng mà họ nói họ sợ nhất là khi mà ngoại bị máu mà nó ra trên nó ra nhiều quá. Ngoại nên nhớ nha, cái stroke là cái tai biến khi mà máu mà nó ra, nó không phải là ngoại nằm liền đâu, có thể nó đã rỉ ra từ lúc nào rồi mà mình không biết. Đến lúc mà nó đã đến lúc mà nó báo cho ngoại rồi đó, là có cái lúc đó là mình chỉ có nước là một là mình sẽ bị, mình chết thì mình không nói, nhưng mà con chỉ sợ nhất là đến đây mình bị bại liệt luôn á mày. Tại vì trong gia, trong bạn của con là có hai người là bị bại liệt luôn như vậy. Trời. Là tại vì mình kêu dậy không kịp. Nên cái đó đó, lúc mà đi bác sĩ á, ổng, cái người đó cũng là cái người dạy cho mình những cái cách mà mình phòng ngừa khi mà lỡ mình bị tai biến. Thành ra là thí dụ như mình, con thức dậy lúc nào, ví dụ như con thơ qua nhà con chơi đi, ngủ lại thức dậy, con cũng nhìn qua con coi con thơ ra làm sao. Mình cứ làm như con quen, con đi vòng vòng con nhìn coi người này kia ra làm sao. Ngoại biết không, tại vì mình thấy có cái chuyện gì đó thì mình sẽ, mình phát giác kịp thì là nó tốt thôi. Đó, thành ra đó là cái mà một trong những cái mà con muốn chia sẻ ra đây. Cái thứ hai nữa là cái vấn đề thể dục. Mình không cần phải tập thể dục nhiều, nhưng mà đừng có dùng sức ngoại nhiều. Nhưng mà ngoại rất là good là tại vì ngoại đi bộ. Bắt buộc phải đi bộ một ngày ít nhất là nửa tiếng đồng hồ. Nha. Rồi lúc mới đầu, tại vì đỉnh cũng bị giống như ngoại luôn, là bị máu quá cao, bị high blood pressure quá cao. Thì những người bị như vậy đương nhiên là phải không được ăn mặn. Ngoại biết không, không được ăn mặn. Nhưng không có nghĩa là ngoại cắt hoàn toàn. Ngoại cắt hoàn toàn ngoại cũng không được nữa, nhưng mà ngoại phải bớt lại. Để thứ hai nữa, thí dụ như là sẽ có một ngày ngoại phải nói sao, giống như ngoại phải thưởng ngoại chút xíu rồi đó, ngoại phải thoải mái chút xíu, ngoại ăn một chút xíu, ngoại không, ngoại hơi, dạ hơi giống như mình hơi xả lá, hơi xả lá một chút xíu, là tại vì cái cơ thể mình nó vẫn cần. Con bị đường, con ngưng hơi nhiệt, con hơi quá là dừng hoàn toàn ở ngoài là muốn xỉu đó. Và đi vô bác sĩ là họ nói cũng không tốt, cơ thể mình vẫn cần phải có những chất đó, nhưng mà cái hấp thụ của mình nó không còn giống như ngày xưa nữa, nên mình không thể ăn uống giống như những đứa trẻ, mà mình bớt cái lượng lại. Nhưng ngoài không thể cắt, như là họ chỉ con cách nuôi đỉnh cũng vậy nữa. Bây giờ không được, bây giờ đỉnh nè vừa cao mỡ vừa cao máu, đường, bây giờ tất cả đều bị hết, mà ông xã con lại bị cancer nữa, ngoại bị prostate cancer, bị gan và bị không còn cái túi mật nữa, mẹ thấy không? Nên là khi mà mình uống cái thuốc mà cao máu á ngoại, thì nó lại bị ảnh hưởng gan, nó lại cũng có bệnh prostate gan. Cancer rồi, có tiểu đại đường là không có mổ đâu. Mổ rồi mà, dạ, nhưng mà cái may mắn á, là đỉnh đã mổ 3 năm về trước rồi, bây giờ mới phát giác là bị ra ngoài, bây giờ mới phát giác là bị đường. Mới sau này. Dạ, mới sau này thôi. Thì bây giờ á, phải làm như thế nào để cái lượng thuốc mà mình uống nó không có càng ngày càng cao. Cũng như bây giờ mới đầu vô nó cho đỉnh là có 5mg thôi, bây giờ nó đã tăng lên 10, tại vì nó còn cao quá. Cái prostate cancer của mổ không? Dạ mổ. Hay à. Dạ, yeah, mổ luôn. Dạ. Yeah. Ông ngoại cũng bị vứt chân sơn. Cái đó mà phát giác kịp có ngoại là không sao. Mà tôi yeah. Kịp đấy. Dạ, kịp con. Kịp nên là không sao. Lúc đó nó ở Mỹ nè. Dạ, dạ. 18 năm ở Mỹ. Dạ. Thì nói rằng là thí dụ bây giờ muốn cho, tại vì ngoại mà càng uống thuốc bình nữa là càng không càng mạnh á,
thì nó lại ảnh hưởng đến cái gan của mình. Nên do đó đó con phải control giữa hai cái, nghĩa là vừa ăn uống vừa thể dục. Phải biết không? Mình phải vừa hai cái đó để cho mình giữ cái pressure của mình đừng có lên quá cao. Đi bộ hay lắm, đi bộ hay ghê lắm. Dạ, thì là mình nó thì mình làm như vậy thì cái thuốc của mình không phải uống nhiều. Phải biết không? Đó thì mình phải cố gắng như vậy thì mình mới qua được. Mà cái điều quan trọng ở đây là mọi người đều nói mình á là vấn đề ăn uống. Đừng có giống như bây giờ ngoại nghĩ là ngoại khỏe, ngoại không, ví dụ ngoại không bị đường đi, ngoại cứ ăn thoải mái cũng không được nữa ngoại, tại vì đừng có một ngày nào đó rủi mình bị thì sao. Nên họ chỉ mình là thà là bây giờ mình balance cái con người của mình, giống như mình chưa bị gì hết thì mình đừng có lợt, mình đừng có làm cho nó bị bệnh ngoại, phải không? Mình cứ balance cái cách ăn uống của mình, thể dục của mình thì ngoại sẽ không, ví dụ như ngoại làm như vậy thì ngoại sẽ không có bị như đỉnh đi đỉnh không làm gì hết, đến lúc bệnh một cái là bệnh lên mức độ nặng rồi. Ngoại biết không, thành ra người ta nói là tại sao mình phải để trước độ nặng rồi mình bắt đầu mình mới chữa, thì tại sao mình không lo từ bây giờ đi, cũng như bây giờ con phòng bệnh hơn chữa bệnh đó. Con bây giờ con sống gần những người chung quanh, người này bệnh này, người kia bệnh kia, thì mình biết vậy, cũng như hay là con chia sẻ ra đây mọi người biết vậy thì mọi người bắt đầu để ý đến mình. Và cái quan trọng nhất là ví dụ như ngoại nè, đồng ý ở bên này nó nói một năm ngoại đi khám bệnh, ngoại đi khám tổng quát một lần, nhưng đó là tùy, ngoại hiểu không? Ngoại có thể xin bác sĩ đi khám tổng quát mỗi 6 tháng. Nếu mà con mà là cái tuổi của ngoại đó, con sẽ đi khám mỗi 3 tháng mà mình có bệnh nữa. Ngoại đi khám nhiều như vậy á, nó tốt một điều rằng là người ta biết được mình liền, phát hiện liền có chuyện gì phát hiện liền. Cũng mới đầu mình không biết, giống như đỉnh đó ngoại là mỗi một năm mỗi đi. Thì năm bây giờ lâu quá. Năm lâu quá, nhưng mà bây giờ khi mà bệnh như vậy thì nó nói là bây giờ mỗi 6 tháng hoặc là mỗi 3 tháng. Cho đến khi ngoại đi 3 tháng ngoại cảm thấy ngoại tốt, một đi liên tiếp 3 tháng vậy một năm trời ngoại thấy ngoại ok thì năm sau ngoại sẽ lên 6 tháng. Ngoại hiểu con nói không? Đó, rồi nếu mà ngoại cảm thấy không xong thì 3 tháng ngoại trở lại. Cái đó là cái mình rồi tự động ngoại phải làm như vậy thì mình mới cứu được mình. Tại vì nếu mà lỡ mình không chết nhưng mà mày bị nằm ở đó hay mày bị cái gì nặng á, cái người khổ đầu tiên là bản thân mình nè. Nói tới rồi mới tới gia đình, ngoại thấy không? Đó là ra là lúc con đi á, chân ông ngoại hết sưng rồi. Ba hết sưng rồi ba. Cái chân ngoại uống thấy rồi. Không? Nhưng mà có lẽ ngoại bớt ăn mặn rồi nha. Bớt ăn mặn rồi. Nhưng mà cởi vớ ra cho nó thoáng không mà thôi. Cởi vớ ra cho nó thoáng không? Hey. Cởi vớ ra cho thoáng không? Thôi đau. Cởi vớ ra đau không mày? Ủa sao cái chân thứ ba cái khúc thì tại vì mang vớ đó, mang vớ nó bị ngấn á, kéo xuống một chút đi. Không, nó bị cũng hơi bị phù nó dày á nè, nó tọt á. Dày đâu, cái đó là vớ chứ dày này nè. Phải coi cái đồ dài ông ngoại ra làm sao. Đâu? Chị không nghĩ dài. Tôi nghĩ cái vớ, cái người già hay bị cái vớ đó. Đó vô ngoại đâu có răng vớ đâu. Tại vì ba đâu bao giờ mang vớ đâu, ngấn giữ ngoại, vớ đâu có bớt đau á. Ngoại phải coi cái này nha, coi là lý không. Do gì nha, là tại vì đau là do cái này nó bị nghẽn lại nè, có bị phù nhưng mà những cái vớ nó chật qua nó làm bị nghẽn á. Ông ngoại đó giờ đâu có mang vớ đâu mà chật. Cái này mới bị không? Cái này mới mang vớ mà. Mang vớ khi ngủ thôi. Nhưng mà hồi đó giờ ông ngoại đâu có mang vớ, bữa nay mới mang vớ nè. Cái này là mang giày chật cái nó chồng lên nhau đó. Nó chồng lên rồi. Nè, bữa nay cái đôi chân ngoại không có cái sưng nữa. Hết sưng rồi. Cô mua cái thuốc đó hả? Chắc không? Chắc không thanh. Mi. Chắc. Hết phù rồi nè. Mà thấy không? Hết phù rồi nè. Cái này là mang giày nhiều quá. Nó bị á, mang giày chật nó bó lại á. Nhưng mà bây giờ đã xong rồi, không làm được. Đúng rồi, mang mấy chục năm nay rồi, nó bị vậy rồi. Rồi, ngủ đi. Rồi, ra ba má ngủ ngon. Ngoài ngủ nha. Có gì mình chia sẻ sau. Bây giờ con phải lo cho anh Tịnh. Dạ, nhưng mà quen rồi ngoại ơi, thành ra con cũng công nhận, con cũng hay thiệt luôn ngoại. Lăng quăng chạy đủ chuyện. Con biết kêu giỏi chứ, giỏi ghê.
nổi. Kêu nói nó biết. Bây giờ sao? Bây giờ thì bác sĩ nói sao? Bây giờ bác sĩ nói là bây giờ mình phải lo ăn uống ngoài ha. Bây giờ phải đi bác sĩ thường trở lại ha. Tập thể dục, bỏ hút thuốc, bỏ uống rượu, bỏ hết. Lâu rồi mình không rượu không? Thuốc không? Có chứ ngoại, hút thuốc có thì bây giờ bỏ phải bỏ thôi. Đấy, nha. Phải bỏ thôi. Rồi cái thứ gì nữa là gì đó, mỗi ngày phải tập thể dục. Cái mà khó nhất là bây giờ không được ăn thịt bò, không được không ăn mỡ không. Cái đó thì là con phải là cái người lo mà đúng không mà. Mình suy nghĩ mình biết nấu ăn gì luôn mày. Không biết làm cái gì cho ăn luôn á mày ha. Rồi đi. Nha. Thôi mày ngủ nha. Ừ, cảm ơn con. Rồi. Ba má mà ngủ đi nha. Bây giờ ông qua mày ngủ được không? Ngủ được. Rồi. Ông ngủ nha ông. Dạ. Dạ. Rồi, bye bye. Cho biết nhiều lắm á, cho hiểu biết nhiều lắm á. Dạ, dạ. Bác hay đi bồn, giỏi. Dạ, dạ. Giỏi hơn tôi. Dạ, dạ. Tôi đâu để chơi nha. Dạ, dạ, con chào ngoại. Chúc ngủ. Bye bye đi. Ba, bye bye đi ba. See you later. See you later. Rồi, chúc ba ngủ ngon. Ngoại nó kìa. Cảm ơn các con. Rồi, bye bye. Bye. Ba má ngủ ngon. Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.